Hello, xin chào tất cả các chị em. Chào mừng các chị em đã quay trở lại với mỹ phẩm Kazako Nhật Bản chính hãng. Hôm nay shop giới thiệu với các chị em về bộ Kazako Nhật Bản chính hãng bộ 6 trắng nhé. Bộ 6 trắng ngay trước mặt các chị em đây. Bộ này em đã bóc rồi. Bây giờ em sẽ cho các chị xem cái bộ em chưa bóc. Bộ này khá là nặng. Bên ngoài, cái bộ sẽ có màng kít kín hết toàn bộ sản phẩm. Niêm phong kín toàn bộ sản phẩm nhé. Đấy. Cái bộ em bóc còn cái vỏ đây. Đây này. Có tem chống hàng giả này. Đây là thông tin về sản phẩm bằng tiếng Việt, thì ta dán thêm vào đây để cho chị em người Việt Việt Nam mình dễ sử dụng nhé. Mỗi một bộ sản phẩm như thế này sẽ có theo một cái túi. Sẽ có kèm theo một cái túi. Đây. Sẽ kèm theo một cái túi đây. Rất là sang chảnh, các anh chị em có thể dùng để tặng quà cho người yêu, cho bạn gái, cho thầy cô giáo, cho mẹ, cho bà, rất là nhiều. Và không chỉ phụ nữ dùng đâu, đàn ông cũng dùng được nhé. Có hình bông hoa in chìm đây này, dùng để tặng quà rất là tuyệt vời. Đây, cái bộ em bóc rồi, bây giờ em sẽ cho các chị em xem cái bên ngoài của sản phẩm. Hình cô gái này, chữ rất là sắc nét. Có bông hoa in chìm bên trên này. Lấp lánh thấy chưa? Đặc biệt là bên góc đây có cái tem 3D, còn gọi là tem 7 màu. Có hình cô gái in chìm, lúc ẩn lúc hiện. Khi mà các anh chị nghiêng qua nghiêng lại, nó sẽ lúc ẩn lúc hiện này. Lấp lánh 7 màu, có chữ Kazuko ở trong nữa. Hàng chuẩn, tem chuẩn thì nó mới có như vậy nhé. Phía sau sản phẩm này Make in Japan. Cái mã vạch này các anh chị có thể chép để kiểm tra toàn bộ về thông tin sản phẩm, ngày sản xuất, lô sản xuất, hạn sử dụng. Tất tần tật về sản phẩm các anh chị có thể chép ra nhé. Bộ 6 sản phẩm, còn gọi là bộ 6 trắng này, sẽ có tác dụng trị nám tàn nhang, dưỡng trắng da cho những chị em mà bị nám nặng này, bị đen lì, cháy nắng này, hay là những chị em có làn da bị tổn thương khi mà lột tẩy mụn để lại vết thâm, hay những chị em vừa đi spa trị liệu cho nám về đấy, là các chị xài bộ này để dưỡng nhé. Đặc biệt đối với những chị em mà có làn da mà vừa bị nám, vừa bị đen, vừa bị nhăn nheo chảy xệ, thì các chị sẽ xài bộ 6 trắng này cho em. Các chị sẽ xài bộ 6 trắng này bởi vì bộ 6 trắng này sẽ có thêm cái sản phẩm, đó là gen chống nhăn đây. Sẽ giúp nâng cơ da mặt, chống nhăn, chống chảy xệ cho các chị em. Đặc biệt là cái vùng khóe mắt của các chị em rất hay bị nhăn, nên các chị sẽ xài bộ sản phẩm này để có thêm cái sản phẩm chống nhăn này, sẽ nâng cơ da mặt cho các chị nhé. Bây giờ em sẽ giới thiệu từng sản phẩm cho các chị. Một bộ sản phẩm như thế này sẽ gồm có 6 sản phẩm nhỏ bên trong: sữa rửa mặt, nước hoa hồng này, serum đó, gen chống nhăn, kem ngày, kem đêm và kem chống nắng. Đối với sữa rửa mặt này, sẽ có tác dụng làm sạch sâu bên trong da của các chị em, lấy đi hết những bụi bẩn, bã nhờn, những cái lớp trang điểm bẩn ở bên ngoài. Ở trong đây có thành phần của cây lô hội đấy các chị nhé. Có thành phần của cây lô hội sẽ giúp làm sạch sâu bên trong da cho các chị. Một hộp này cũng có cái tem này, cái tem 3D 7 màu của cô gái in ở đây, dán ở đây. Hạn sử dụng ghi rất là sắc nét. Đó, các chị thấy chưa? Đây là chai serum. Chai serum này thì có thành phần là rong biển, oải hương, nước hoa hồng, rất là nhiều thành phần khác. Trong đó có 3 cái thành phần chính như vậy. Sẽ có tác dụng là làm se khít lỗ chân lông cho các chị em, làm đều màu da, làm mềm mềm mịn da cho các chị em nhé. Chống nám, trừ nám. Cũng có một cái tem dán ở đây. Cái nước hoa hồng của bộ 6 này thì nó sẽ không đặc như cái bộ 5 xanh và cái bộ vàng plus kia. Đây là gen chống nhăn. Gen chống nhăn này có thành phần đặc biệt, đó là nhau thai cừu. Sẽ có tác dụng làm mờ vết nhăn, xóa nhăn, chống nhăn, trừ nhăn cho các chị em mà có làn da bắt đầu bị nhăn nheo chảy xệ lão hóa đó. Các chị sẽ xài bộ sản phẩm này. Trong thành phần của nó có nhau thai cừu đấy các chị em nhé. Có nhau thai cừu. Đây cũng có mỗi một lọ nhỏ là đều có cái tem hết này. Kem chống nắng đây. Kem chống nắng cũng có một cái tem đây, em bóc rồi, nó đã lột ra rồi. Kem chống nắng có chữ đây, có chữ peak cream đây. Đấy các chị em này. Nó sẽ có tác dụng chống lại các tia tử ngoại, tia UVA, UVB để bảo vệ làn da cho các chị.
Nó có thành phần yến mạch, bột ngọc trai này. Vừa có tác dụng trang điểm, vừa có tác dụng chống nắng cho các chị em, rất là tuyệt vời. Một mũi tên chống hai đích luôn. Chất kem này, chất kem vàng mịn chưa? Vàng mịn thơm dễ chịu. Đó, các chị em vừa chống nắng vừa trang điểm rất là tiện lợi luôn. Cái hộp tiếp theo sẽ là kem ngày. Kem ngày thì có thành phần, có rất nhiều thành phần, trong đó có thành phần chính là yến mạch, oải hương, lá dâu tằm. Có chữ đây, cream đây các chị nhé, có hình ông mặt trời đây này. Các chị thấy chưa? Chất kem ngày trắng trong mịn. Thấy chưa? Mịn sánh như sữa chua này. Thoa lên da mặt của chúng ta, nó sẽ thẩm thấu vào da mặt của chúng ta. Sẽ có tác dụng là dưỡng ẩm, chống nám, trừ nám, chống nám quay trở lại, dưỡng ẩm này, làm sáng da, đều màu da cho các chị. Đó, chất kem của hàng nhái không được trắng trong mịn như thế này, mà nó sẽ xỉn xỉn màu, hoặc là xỉn xỉn sang màu đen, hoặc là ngả ngả sang vàng nhé. Nó sẽ không trắng trong như thế này đâu. Cuối cùng là cái hộp kem đêm. Cái hộp kem đêm là cái hộp có tác dụng nhất trong cái việc trị nám, trừ nám. Các chị sẽ thoa trước khi đi ngủ. Sẽ có tác dụng loại bỏ hết các vết nám tàn nhang, vết nám do mụn đen cháy nắng. Dùng lâu dài thì da của các chị sẽ trắng sáng mềm mịn nhé. Hộp kem đêm có chữ Night Cream, có hình ông mặt trăng ở đây nhé. Hộp kem đêm này có thành phần, rất là nhiều thành phần, trong đó có thành phần chính là yến mạch, sữa cừu non, hạt sen. Cái màu của kem đêm chính hãng là nó sẽ nhạt nhạt như thế này, sánh mịn, nhìn rất là ngon đúng không? Thơm, dễ chịu, sánh mịn, các chị thấy chưa? Bất kể sản phẩm nào cũng vậy, cái hàng nhái không bao giờ nhái được cái chất kem đêm. Họ có thể nhái được cái mẫu mã bên ngoài sản phẩm thôi, nhưng chất kem đêm họ sẽ không bao giờ nhái được. Các chị chú ý phân biệt cái hàng giả hàng nhái ở chính cái hộp kem đêm này. Các hộp kem đêm hàng nhái nó sẽ màu vàng đậm, vàng xỉn xỉn, vàng ố, hoặc là nó sẽ có màu trắng, trắng tinh, hoặc là trắng xám xám, và bôi đến đâu nó sẽ để lộ lại vân kem giống như các chị trang điểm, chứ nó không có thẩm thấu vào da mặt của chúng ta. Bây giờ em sẽ test thử cái kem đêm cho các chị thấy này. Hàng nhái sẽ không bao giờ thẩm thấu vào da mặt của các chị, mà sẽ để lộ lại vân kem và không có mùi thơm dễ chịu như thế này. Nên các chị chú ý khi mua hàng, các chị chọn shop uy tín mà mua, tránh mua phải hàng giả hàng nhái, rất là đáng tiếc. Khi các chị thoa, các chị cũng không cần thoa nhiều đâu, chỉ cần như thế này thôi. Bây giờ em sẽ chấm thử lên tay của em. Các chị đừng để ý tay của em nhé, tay của em thì không được đẹp lắm. Thoa đến đâu nó sẽ mịn, thoa đến đâu nó sẽ thẩm thấu hết, không thấy gì hết, thấy chưa? Không như như các chị chưa hề bôi gì hết. Thực ra là chất kem này nó đang thẩm thấu vào sâu trong các cái lớp biểu bì da của các chị, để giúp tẩy đẩy sạch cái chân nám lên, diệt sạch cái chân nám đi cho các chị hết nám, hết tàn nhang và dưỡng trắng da rất là tuyệt vời. Cái hộp kem đêm này thì các chị sẽ sử dụng vào buổi đêm trước khi đi ngủ. Các chị không nên dùng sớm quá, khoảng cỡ 9 giờ trở đi các chị bắt đầu đi ngủ. Khi mà xong xuôi hết công việc rồi thì các chị mới dùng đến cái hộp kem này. Chứ khi mà đang còn bận bịu công việc hay là đang đi ra ngoài đường bụi bặm thì các chị không nên dùng trước nhé. Trước khi đi ngủ thì hãy dùng. Và em sẽ hướng dẫn các chị sử dụng như sau. Đối với cái bộ 6 này thì các chị sẽ sử dụng như sau. Buổi sáng là các chị sẽ rửa mặt, chắc chắn đó là cái bước thiết yếu rồi. Sau đó là sẽ thoa serum. Sau đó là đến kem ngày. Và tiếp theo là cuối cùng là kem chống nắng. Cái serum này sẽ có tác dụng làm mềm da cho các chị. Tránh ngoài ngoài cái kem chống nắng này thì serum này cũng có tác dụng là chống lại cái tia tử ngoại cho các chị đấy nhé. Nên các chị phải xài đủ các bước. Nó sẽ có tác dụng hỗ trợ cho nhau trong cái việc mà dưỡng da vừa chống lại cái tia UVA, UVB của ánh nắng mặt trời đấy. Đó là bước buổi sáng. Còn bước buổi tối, các chị sẽ rửa mặt để tẩy sạch lớp bụi bẩn, lớp trang điểm đi. Sau đó các chị cũng thoa serum. Sau đó là sẽ thoa cái gel chống nhăn này. Sau đó là sẽ đến kem đêm.
Và cái điều chú ý này, khi mà các chị mà cái làn da mà chị cảm thấy cái làn da của chị nó đủ mềm mịn rồi thì các chị chỉ dùng cái kem chống nhăn này ở vùng mắt thôi. Các chị chỉ thoa ở xung quanh vùng mắt thôi, không cần phải thoa hết cả mặt đâu nhé. Đó. À, cái thứ hai nữa là khi mà các chị xài, chú ý là khi mà rửa mặt thì các chị không có rửa lâu đến 4-5 phút đâu. Chỉ cần khoảng 1 đến 2 phút thôi là đủ để cho da mặt của chúng ta sạch rồi. Ừ. Sau đó là các chị để khô da mặt. Để khô da mặt rồi các chị sẽ đến từng bước và mỗi một bước như vậy các chị sẽ để cho làn da của chúng ta thẩm thấu hết cái lớp dưỡng đó, thẩm thấu hết vào da mặt, massage và vỗ da mặt của chúng ta thẩm thấu hết vào đó rồi mới đến cái bước tiếp theo. Chứ các chị đừng để cái làn da của chúng ta vừa mới bôi xong vẫn còn ướt mà đã vội vàng thoa cái lớp kem tiếp theo thì cái tác dụng của sản phẩm nó sẽ không được cao các chị nhé. Các chị chú ý nhé. Hiện hiện nay sản phẩm Kazako trên thị trường đã có rất là nhiều hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng. Vì vậy các chị em mua hàng thì chú ý mua phải shop uy tín, nên tìm shop uy tín để mà mua, tránh tiền mất tật mang. Shop em cam kết hàng chính hãng 100%, 100% cho các anh chị em. Khi mua sản phẩm, các anh chị em sẽ được giao tận nhà, em ship code toàn quốc. Các anh chị sẽ nhận hàng tại nhà, được kiểm tra hàng trước khi nhận và thanh toán tiền cho nhân viên bưu điện. Được chưa nào? Nếu các anh chị phát hiện hàng giả hàng nhái, shop em sẽ đền cho các anh chị 10 lần luôn. Được chưa nào? Shop em là shop chuyên bán sỉ và lẻ các cái dòng mỹ phẩm trị nám, tần nhang, dưỡng trắng da và các cái sản phẩm tan mỡ, tắm trắng, rất là nhiều sản phẩm để làm đẹp, chăm sóc sắc đẹp và sức khỏe cho chị em phụ nữ. Mọi chi tiết thì các anh chị xin vui lòng liên hệ đến số hotline của bên em 0359 417 339. Nhân viên của bên em sẽ check inbox và tư vấn cho các anh chị nhé. Chào tạm biệt tất cả các anh chị.